Thực hành từ kỹ năng gọi báo cáo sự cố cho đến kỹ năng sinh tồn trong những tình huống nguy hiểm nhất. Với cách làm sáng tạo, sáng ngày 19 tháng 9 năm 2023, Trường Tiểu học Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể giáo viên, nhân viên và các em học sinh của nhà trường. Mục đích của buổi diễn tập là trang bị kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với các tình huống giả định để mọi lực lượng trong nhà trường được thực hành diễn tập cách chữa cháy và cách thoát hiểm khi có đám cháy. Hôm nay con đã học được rất nhiều điều bổ ích ở trong chương trình ngày hôm nay. Con đã biết cách thoát nạn ở trong đám cháy khi có cháy ạ. Trong trường hợp con phát hiện cháy, con sẽ báo cho người lớn. Trong trường hợp không có người lớn, con sẽ gọi cho những chú cứu hỏa. Những kỹ năng này không chỉ là tăng cường mà còn phải duy trì trở thành thói quen, phản xạ từ nhỏ cho học sinh. Đây cũng là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Trường Tiểu học Trung Phụng của chúng tôi đã từ rất nhiều năm nay luôn coi trọng cái công tác đảm bảo an toàn cho các con học sinh. Và đặc biệt là ở trong trường học, ngoài những cái hoạt động chính về cái chuyên môn dạy học ở trên lớp, đối với các môn học của các con thì nhà trường hết sức quan tâm tới việc giáo dục cho các con những cái kỹ năng sống và đặc biệt là những kỹ năng thoát hiểm an toàn. Thì chúng tôi mong muốn là xây dựng cho các con một cái chương trình diễn tập để cung cấp cho các con, trang bị cho các con những kỹ năng về chữa cháy và thoát nạn, thoát hiểm khi mà có không may rủi ro đám cháy xảy ra. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, với ngành giáo dục, tăng cường tổ chức tuyên truyền ngoại khóa, trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy cho học sinh tại nhiều trường học. Trong thời gian qua thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, ủy ban quận, ủy ban phường đã thành lập những cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng và đặc biệt là có những đội dân phòng phòng cháy chữa cháy thường xuyên là ứng trực để xử lý những tình huống liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước khi mà thực hiện cái việc diễn tập này thì dân phường phối hợp với trường, thứ nhất là tập huấn lại kỹ năng cho các đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, tức là của nhà trường đấy, và cũng có tổ chức những buổi tập huấn cho cán bộ công nhân viên nhà trường liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy để sẵn sàng ứng phó những tình huống xấu nhất xảy ra. Tham gia buổi tuyên truyền diễn tập, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường được cung cấp những thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố trong những năm gần đây. Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, nguyên nhân gây ra cháy nổ, một số biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đợt diễn tập lần này, với sự phối hợp đồng bộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa, lực lượng công an, dân quân tự vệ phường Trung Phụng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của khu dân cư trên địa bàn phường Trung Phụng, tình huống giả định được đưa ra cho nhà trường là xảy ra cháy tại phòng thư viện nơi có nhiều chất dễ cháy. Vì vậy, đám cháy có khả năng cháy lan cao, vận tốc cháy lan của đám cháy vào khoảng 1 mét trên phút. Hướng lan truyền của ngọn lửa ra các hướng xung quanh, khói không thoát được ra ngoài, làm bao phủ một phần khu vực phòng thư viện nằm tại tầng 2, gây ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng. Việc này khiến cho tầm nhìn tại khu vực này bị hạn chế, đám cháy có khả năng lan ra toàn bộ khu vực tầng 2, gây ảnh hưởng tới quá trình tự tổ chức thoát nạn cũng như tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn. Ngay khi phát hiện sự cố cháy, lực lượng an ninh của nhà trường khẩn trương thực hiện các biện pháp dập lửa tại chỗ, đồng thời nhà trường thông báo cho toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên khẩn trương di chuyển học sinh thoát khỏi khu vực cháy đến vị trí an toàn. Bên cạnh đó, trường cũng nhanh chóng điện báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Công an quận Đống Đa. Sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt, học sinh được di chuyển tới khu vực an toàn. Buổi tuyên truyền và diễn tập không chỉ góp phần nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy trong tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Tiểu học Trung Phụng, mà còn là cơ hội để lực lượng an ninh nhà trường sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, nâng cao hiệu quả chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống cháy nổ xảy ra.